mắm mà nhiều loại và nhiều giá khác nhau, thì Minh Thiện sẽ review cho các bạn mình xem. Hiện tại thì trước mặt quý vị mình đây là cái hành khách của Minh Thiện dẫn vào đây. Minh Thiện sẽ review cho quý vị xem luôn. Ha, hành khách của mình đó là đang mua mắm đó quý vị. Thì giờ đây chúng ta sẽ tìm hiểu cái giá của mắm nha quý vị. Mắm rất là ngon. Mà vừa qua mình đã giới thiệu và cho số điện thoại, thì quý vị mình có mua thì liên lạc qua số điện thoại. Bởi vì cái kênh trước kia đó là Minh Thiện có quay, và Minh Thiện không có xin số điện thoại của bạn Hiếu gì. Khán giả có điện hỏi xin địa chỉ và số điện thoại thì mình không biết. Còn ngày hôm nay thì cái kênh này là kênh mới của Minh Thiện, thì Minh Thiện sẽ đọc cái số điện thoại trên bảng hồi nãy ha. Quý vị mình có mua thì quý vị mình sẽ liên lạc qua số điện thoại và địa chỉ hồi nãy mình có đọc trước quý vị. Còn giờ đây thì Minh Thiện sẽ review cái giá cả của nó nha. Đây quý vị, 200k. Cái bảng giá gì đâu em. Còn đây thì mắm Thái. Mắm Thái là 120k. Còn này Thái Y quên. Thái Y 200k. Còn đây thì mắm Y quý vị. Mắm Y 80k ha. Còn đây thì mắm đinh Y thì 70k. Còn đây thì mắm cá, cái gì kìa, hầu lóc. Hầu lóc là 80k. 80k hả quý vị? Thì đây, lóc nuôi lớn 90k ha. Còn đây thì mắm chốt 80k quý vị. Hả quý vị, 80k nha. Đây, lóc lê 170k quý vị. 170k. Còn ở đây thì mắm Thái 150k. Bên đây thì mắm Thái luôn 120k cái gì. Còn này mắm cá sặc hả? Là 60k. Hello, chào với các bạn, chào tất cả cô bác và anh chị em đến với kênh YouTube Cây Đói Vĩnh Long. Hiện tại thì mình có mặt tại địa chỉ là Xuân Phú, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, và cơ sở chế biến mắm bà Cháu Hương, tên là Hiếu. Số điện thoại là 0296375108, và số thứ hai là 0977048881. Đây là cái số điện thoại tại cơ sở chế biến mắm bà Cháu Hương, tên là đây là tên là Hiếu gì. Ở trên thì 5 con số 1, ở dưới thì tên là Hiếu. Đó là cái số điện thoại mà vừa qua Minh Thiện đã đọc. Thì giờ đây Minh Thiện sẽ review cái nơi bán mắm cho quý vị các bạn của bác anh chị mình cùng theo dõi video mới của Minh Thiện ngày hôm nay. Nếu ai có mua mắm thì sẽ liên lạc qua cái số điện thoại mà Minh Thiện vừa đọc. Giờ đây thì Minh Thiện sẽ đọc lại một lần nữa cho quý vị mình nghe, để quý vị mình ghi chép lại. Ai có mua thì đến đây để mua cái quý vị. Đọc cái số điện thoại lại nha. Một lần thứ hai là 0296375806. Đó là số thứ nhất. Số thứ hai là 0977 0438. Và số 1, đó là hai số điện thoại quý vị. Thì giờ đây Minh Thiện sẽ review cho các bạn của bác anh chị mình cùng theo dõi video của Minh Thiện ngày hôm nay nha. Ok. Dạ xong rồi. Dạ. Quá lỗ ở trên xe cổ nha. Dạ dạ. Đây là me quý vị. Me Thái là 70k một ký quý vị. Me Thái là 70k một ký. Còn bên đây thì me Thái là 100.000 một ký quý vị. Bên đây là 100. Còn bên đây là 70.000 một ký quý vị. Thì đây là khô nè quý vị. Khô đuối quý vị. Khô đuối thì 240k. Còn đây thì khô cá chỉ quý vị là 200 một ký quý vị. 200 một ký. Còn ở đây thì khô cá lóc 200 quý vị, 200 một ký. Còn đây thì khô dứa là 200 một ký quý vị.
Tại đây khô khô gì đây? Khô sủ gì đó không? 120 kg, 120.000 một ký gì? Khô sủ. Còn đây thì 150k quý vị. Nè. Đây thì khô sủ luôn. 200 một ký quý vị. Này 20. Này 20 quý vị. Dễ mua luôn, 20. Thạch dừa. Thạch dừa này 15 quý vị. 15. Thạch dừa 15 quý vị. Đây thì 20k, đây thì 15. À, chuối khô vậy, 30k. Còn ở trong đây thì mắm có gì? 60k luôn. Cái này 60k nữa có gì? Mắm có sạch 60k. Còn này mắm lóc, mắm khứa 160k có gì? Còn đây là chốt ăn sống cái gì? 90k. 90k nữa cái gì? Còn này cá linh hiệu xương 90k luôn cái gì? Rồi lấy hai con cá này luôn coi. Còn cá lóc đồng 150k cái gì? Còn cái mắm thái này thì 180k. 180k. Đây là đu đủ thái 50k. Này 450 nè, của cô nào nè, bọc cô này đây nè. Cô này nè. Nè, của cô này nè. Còn đây là mắm cá chèn của gì? Là 300. 300k của gì? Còn đây cá lóc đồng 140k của gì? Cái đó 2 kg đâu có lộn đu đủ thái thì đu đủ to 50k. Còn đó thì cái này thì cá chốt trộn 80k. Vậy thì mắm ba kia, mắm ba kia 120k. 120k là cái gì? Hầu lóc 80k. Còn này dưa gan là 50k không gì? Còn đây là dưa gan cũng 50k luôn. Mắm tép này là 120k. Chèn cắt 160k không gì? 160k. 160k cái gì? Còn bên đây. Bên đây là mắm cá cơm 80k. Còn bên đây thì mắm xay 100k. Bên đây phải không? Còn đây thì đu đủ miếng 50k. 50k cái gì? Này cà pháo 40k cái gì? Cà pháo 40k. Còn đây thì lóc đồng 150k cái gì? Dạ đúng rồi. 150k. Ở đây đúng gì? Ở đây là 150k. Còn ở đây thì 170k cái gì? Lóc lê. Còn đây thì mắm thái. Mắm thái 120k. Mắm thái này là 120k. Mắm thái là 120k luôn. Này mắm sặc là 60k của gì? Dạ đúng rồi. Okay. Còn đây thì mắm đinh là 60k đúng không? Lóc nuôi là 90k của gì? Còn này mắm thái là 150k. Chị căng canh nửa ký thôi. Đó, ngay canh đây luôn. Còn này mắm chốt là 80k. Mắm cá chèn là 300k. Còn mắm chốt ăn sống hả? Là 90k. Đu đủ to là 50k gì? 50k. Bên đây thì đu đủ cũng 50k luôn gì? Cho miếng thịt đi. Đủ diễn đủ to trời. Đây là cái nơi mà
bán mắm mà hồi nãy Minh Tiền, đầu tiên là Minh Tiền có giới thiệu là cái địa chỉ và cái số điện thoại. Quý vị mình có thắc mắc, có mua gì bán lại hay là mua ăn gì đó thì quý vị mình liên lạc vào cái số điện thoại mà nãy Minh Tiền đọc ở đằng trước đúng không vậy? Để quý vị coi cái video Minh Tiền không có số điện thoại ở đây thì quý vị mình cũng hỏi Minh Tiền thì Minh Tiền cũng không có nắm bắt được cái giá cả giá sỉ ở đây quý vị. Chỉ biết là cái giá công khai mà nãy giờ Minh Tiền review thôi. Thì đây là cái du khách người ta mua nữa quý vị. 60. Du khách người ta đến đây người ta mua rất là đông, bởi vì mắm ở đây rất là ngon. Mắm ngon người ta lại đi mua rất là đông, rất là nhiều quý vị. Du khách đi tham quan mỗi khi mà về An Giang, mỗi khi mà qua Tịnh Biên thì dừng chân ghé tại chỗ lò mắm này, tên là Hiếu gì, thì đối diện với chùa và bánh xèo, chùa Phật nằm bên kia, thì người ta đến đây người ta mua mắm rồi qua đó người ta sẽ ăn bánh xèo rồi người ta sẽ lại Phật cúng chùa quý vị. Thì mỗi khi mà năm nào hàng năm mà Minh Tiền có dẫn đoàn về An Giang thì lúc nào cũng dẫn cô bác anh chị em đến cái lò mắm này để trải nghiệm vài món. Thành thử ra người ta thấy ngon thì người ta mua nhiều cái gì, và người ta quảng cáo thêm, vì hàng năm mình cũng có về đây để tham quan du lịch. Quý vị mình đi du lịch thì liên lạc với Minh Tiền ha, còn mua mắm thì liên lạc ở đây. Đây quý vị. Cái cơ sở mắm này thì nơi đây thì xe đến tham quan du lịch rồi sẵn ghé ở đây mua rất là nhiều cái gì các đồng ha. Trước có bãi đậu xe không gì, và cũng có chỗ cho bắt tài đậu xe và uống nước đằng trước không gì. Còn đây thì mấy chị mấy em nhân viên phục vụ trong cái cơ sở mắm này quý vị. Mài mắm ra thì cũng bán cũng như là nhiều thứ lắm quý vị. Là nước mắm đâu quý vị. Có nước mắm luôn nè. Nước mắm cá cơm mà đâu quý vị. Em cho anh hỏi coi em ghé ở đây được mấy lần em? 5 lần rồi đó. 5 lần rồi hả? Dạ. Rồi lần này là lần thứ 5 mà em mua cũng lần thứ 5 luôn ha. Lần thứ 5 luôn đó anh. Như anh dịch cà mó anh dữ vậy. Dở nón lên cho khán giả ta xem. Mới 5 lần rồi đó anh. 5 lần hả? Ba đéo anh. Cho mình tức hoài anh biết. Đây nói chung là nhiều thứ lắm gì ơi, khô lắm cái gì. Rồi đây có đường phố nó, rồi muối luôn cái gì. Ở đây thì bán nói chung là nhiều thứ lắm. Du khách ta vô mua gì luôn nha quý vị. Rất là đông nha. Nhiều thứ lắm vậy, bán nhiều thứ. Đây thì có bán dép luôn gì, quán sợi bông đồ, đủ thứ luôn gì. Giày dép luôn gì. Xe thì đậu đằng trước nhóc lên cái gì. Đó, du khách là mua đậu gì. Đây nè, tôi muốn xả một ngày 5-7 thao luôn. Sợ, không có gì cái này để mà phá cũng thương không.
Đường cái gì? 35. 35k cái gì? 40k cái gì? 40k. Đây 18k cái gì? À, 18k. Quý vị muốn mua mà bán lại thì quý vị liên lạc ở đây ha. Còn nói về đi du lịch thì quý vị liên lạc với tôi. Đó. 20k. Quán đủ thứ giống gì? Mười lăm ca dễ mua á, mua về uống nước đá ngon lắm, mát. Khách bù mua quá nhiều. Thôi vừa qua thì Minh Tiền thì review trong cái cơ sở bế chiến mắm xong ra xong cái gì. Giờ thì Minh Tiền cũng xin phép video tại đây. Cảm ơn quý vị các bạn của bác anh chị mình đã quan tâm theo dõi nha. Thì xin chào và hẹn gặp lại sau. Bye bye nha.